người, hôm nay em chia sẻ thêm một cái vấn đề về giặt hốc bánh. Nghe giặt hốc bánh thì nghe hơi mắc cười, nhưng mà thật ra là thường những cái xe mắc tiền, xe xịn thì người ta hay thường bọc nhung, bọc nỉ ở dưới cái hốc bánh này. Mục đích là cho nó giảm ồn, tiếng gió, tiếng lốp lên. Và thứ hai là ví dụ mà đi vào đường đá hay gì đó nó bắn lên đó, thì nó không kêu rộp, vì nó có cái lớp nỉ. Thì cái lớp nỉ này chạy lâu thì đất cát nó sẽ bám vô rất là nhiều. Thì do đó là nếu mà mình xịt thông thường, xịt nhanh qua như tiệm ở ngoài cửa thì nó có thể là không sạch. Thì càng ngày đất cát nó càng bám và cái miếng này nó trở nên khô cứng, nhiều khi nó sẽ mục nát. Thì nó giảm cái chức năng là giảm ồn, chống ồn. Cho nên là mình phải giặt cái này kỹ hơn. Thì cái cách giặt thì em sẽ chia sẻ với các bác ngay. Bây giờ thì mình cứ sẽ rửa như cách bình thường và sau đó rửa theo cách của em thì coi nó khác nhau như thế nào. Thì mình xịt như vậy, mình sẽ coi cái nước nó nhỏ xuống ở dưới sàn này là nó đã sạch hay chưa. Thường ở ngoài thì mọi người đều xịt như vậy, là cái nước nhỏ xuống nhảy như mình cũng thấy là nó rất là trong. Nhưng mà thật ra là nó vẫn còn rất là dơ. Thì muốn làm sạch nó thì cát đất bụi bẩn nó đã bám trong đó rất lâu rồi, nó bám rất chặt, cho nên nước mình xịt hầu như là nó không tan ra được. Cho nên mình phải có một cái hóa chất nào đó, một cái dung dịch nào đó để làm giảm cái liên kết bám của những cái chất bẩn này. Sau đó thì mình xịt, thì mình sẽ xem coi nó sẽ ra như thế nào. Thì thông thường mình xịt cái này trước, sau đó rồi mình mới làm cái mâm thì nó đỡ cái thời gian chờ hơn. Ở đây em quay clip thì mâm này em đã làm rồi. Mình có thể thêm hoặc là mình có thể thêm xà bông. Cái bình này rất là tiện, nếu mà các bác thích xà bông nào các bác bỏ vô sử dụng luôn. Đem ra ngoài tiệm cũng tiện nữa, vì trong tiệm nhiều khi người ta pha cái xà bông của người ta nó nằm trong cái bình bọt tuyết gì đó của người ta, và mình nói mình đưa cái xà bông của mình ra thì người ta lại không thích, người ta mất công pha lại hoặc là pha vô xô chứ không thể xịt được. Còn đây là mình cứ pha vô cái bình này, xong cơm là mình xịt. Thì mình ngâm này khoảng 3 phút. Sau khi ngâm hóa chất và xà bông khoảng 3 phút thì bây giờ mình xịt thử coi như thế nào. Ở dưới sàn này là em đã thổi cho nó sạch rồi.
sau khi mà xịt xong như vậy thì mình kiểm tra lại coi cái nước ở dưới nó xả xuống đã sạch chưa, bằng cách là mình xịt xong mình quan sát. Thì ở đây như các bác cũng thấy là cái nước nó xả xuống rất là sạch rồi, thì coi như mình đã hoàn thành cái việc là giặt sạch cái hốc bánh này